thính giả, đây là Phụng Hoàng Tự Tin Bình Minh. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2015. Phụng Hoàng xin chào đón một ngày an lành. Chúc quý thính giả thật vui vẻ và thoải mái. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. 1. Thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa sẽ ra hầu tòa tại Hà Nội. Nguồn tin từ gia đình và luật sư bào chữa cho biết là anh Nguyễn Viết Dũng sẽ bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng sau nhiều tháng bị bắt giam vì mặc bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc xuống đường tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Ông Nguyễn Viết Hùng, thân phụ của anh Nguyễn Viết Dũng, vào hôm qua cho biết thêm là trong 5 tháng con ông bị bắt giam, gia đình đã đi thăm 6 lần nhưng đều bị công an từ chối không cho gặp mặt, nên không biết sức khỏe của anh Dũng ra sao. Ông Hùng nói thêm là thoạt đầu thì gia đình cũng buồn giận, nhưng sau đó thì chấp nhận việc làm của con vì anh Dũng đã trưởng thành, có quyền lựa chọn lý tưởng sống của mình. Ông Hùng cũng kể là gia đình đã thuê mướn 3 luật sư bào chữa, nhưng luật sư Võ An Đôn đồng ý bào chữa miễn phí vì gia đình anh Dũng cũng nghèo khó, và số tiền chi trả luật sư là đến từ những người ủng hộ và thương mến anh Nguyễn Viết Dũng. Cần nhắc lại, Nguyễn Viết Dũng là một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh bị đuổi học vào cuối năm 2006 sau khi tham gia cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, Dũng và một số bạn bè tham gia cuộc xuống đường phản đối việc đốn hạ hàng ngàn cây cổ thụ ở Hà Nội. Nhóm của Dũng đã mặc các bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bị lùng bắt mấy ngày sau đó. 2. Cảnh sát Nhật câu lưu một phi công Vietnam Airlines về tội ăn cắp. Một phi công Vietnam Airlines đã bị cảnh sát Nhật câu lưu sau khi ăn cắp một món hàng từ một cửa tiệm ở thủ đô Tokyo vào ngày 6 tháng 10 vừa qua. Các nguồn tin không cho biết danh tính của viên phi công 56 tuổi này, mà chỉ kể rằng người này bị phát giác là không trả tiền một món hàng cất giấu trong túi quần tại một cửa tiệm gần khách sạn. Theo tờ báo Tuổi Trẻ thì vào hôm qua, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã xin đóng tiền bảo lãnh, nhưng cảnh sát Nhật vẫn chưa đồng ý cho viên phi công này tại ngoại. Cũng liên quan đến Vietnam Airlines, thì tờ Financial Times của Mỹ cho biết là hãng hàng không All Nippon Airways của Nhật đang cân nhắc đến việc thu mua toàn bộ các cổ phần bán ra của Vietnam Airlines. Cần biết là nhà nước Việt Nam đang tính bán thêm 20% số cổ phần của Vietnam Airlines để giúp hãng này cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. 3. Một thiếu niên 17 tuổi bị đánh dập não trong đồn công an Hà Nội. Trong một bản tin gửi lên mạng, dân oan Trần Thị Nga kêu gọi dư luận hãy cứu giúp cho gia đình cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, đang nằm hôn mê trong bệnh viện sau khi bị công an huyện Chương Mỹ thuộc thành phố Hà Nội đánh dập não. Theo tường thuật thì vào ngày 5 tháng 8, cháu Dư lấy trộm của một người hàng xóm 1,5 triệu đồng để đi chơi trò điện tử, nhưng bị phát giác nên cậu đã hoàn trả. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn gọi báo công an và cháu Dư bị bắt, đưa về đồn công an xã Đông Phương Yên. Đến ngày 4 tháng 10 vừa qua, thì công an nhắn tin cho biết là cháu Dư đang hôn mê trong bệnh viện Bạch Mai. Gia đình vội vã đến bệnh viện, thì bác sĩ cho biết là dập não, sưng gáy, thái dương bầm tím. Ngoài ra, hai bên đùi cũng sưng vù, có thể là bị gãy xương đùi. Trong thư cầu cứu, chị Nga cho biết là gia đình Dư biết rõ con mình phạm tội ăn cắp, nhưng không chấp nhận việc con mình bị công an tra tấn tàn bạo đến như thế. Chính vì thế, lá thư kêu gọi giới luật sư hãy giúp đỡ gia đình để khiếu kiện vụ án này. 4. Nga bắn 26 phi đạn từ biển Caspian vào quân IS ở Syria. Vào hôm qua, quân Nga đã gia tăng cường độ oanh kích vào lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria với 26 phi đạn tầm xa được bắn đi từ các chiến hạm hoạt động tại vùng biển Caspian, cách Syria khoảng 1.500 cây số. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu loan báo là 26 hỏa tiễn tầm xa này phát xuất từ 4 chiến hạm và đã bắn trúng 11 mục tiêu. Các hỏa tiễn này đã băng ngang qua không phận Iraq và Iran trước khi đến vùng đất Syria. Theo ông Shoigu, thì đợt oanh kích này là nhằm yểm trợ cho lực lượng bộ binh Syria đang mở cuộc tấn công quy mô vào phòng tuyến của quân IS.
Theo giới quan sát viên, thì cuộc oanh kích bằng hàng loạt phi đạn này thể hiện quyết tâm gia tăng cường độ tham chiến của Nga tại vùng Trung Đông. 5. Trung Đông lại thêm bất ổn vì căng thẳng giữa Do Thái và Palestine. Tình trạng căng thẳng giữa Do Thái và Palestine lại gia tăng sau khi một phụ nữ Palestine dùng dao tấn công một người Do Thái và bị người này nổ súng bắn chết tại cổ thành Jerusalem. Nội vụ diễn ra chỉ một ngày sau khi Do Thái hủy bỏ các biện pháp siết chặt an ninh sau một loạt các vụ tấn công của người Palestine tại khu thánh địa này. Cùng lúc đó, thì tại miền nam Do Thái, một người đàn ông cũng dùng dao đâm một binh sĩ Do Thái và bị cảnh sát rượt đuổi bắn chết. Hai vụ tấn công mới nhất vào hôm qua đã gây căng thẳng thêm tại vùng đất này, khiến thủ tướng Do Thái phải hủy bỏ chuyến công du nước Đức. Chỉ trong vòng một tuần qua, bốn binh sĩ Do Thái đã bị tấn công ở Jerusalem, một thánh địa của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Ngoài ra, có 5 người dân Palestine, trong đó có một thiếu niên 13 tuổi, cũng bị bắn chết trong các vụ tấn công này. Theo giới quan sát viên, thì tình trạng căng thẳng này có nguy cơ dẫn đến cuộc nổi dậy mới của người Palestine, khiến lò lửa Trung Đông càng thêm cháy lớn. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào ngày mai. Phụng Hoàng hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.